Vào ngày 21 tháng 1 năm 2024, chính phủ đất nước Bắc Mỹ, Canada đã thông báo những biện pháp chính thức nhằm hạn chế số lượng du học sinh đến nước này. Nguyên nhân là do có rất nhiều người nước ngoài lạm dụng chương trình visa học tập để mà tìm cách xin quốc tịch. Theo báo cáo của cơ quan thống kê Canada, có khoảng 20% sinh viên quốc tế có visa du học thế nhưng lại không có hồ sơ học tập tại các trường ở Canada. Có nghĩa rằng nhiều người đã gian dối lợi dụng chương trình cấp visa để được ở lại đủ thời gian và nhận giấy thường trú nhân. Vào năm 2023, dân số Canada đã tăng 1,25 triệu người, tương đương 3,2%, một tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ cuối những năm 1950, trong đó phần lớn là từ những người tạm trú như sinh viên và nhân công lao động thời vụ. Riêng lượng sinh viên quốc tế vào năm 2023 đã tăng lên gần 1 triệu người so với con số chỉ vào khoảng gần 300.000 vào năm 2013. Canada được coi là quốc gia phụ thuộc vào người nhập cư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dân số già hóa. Tuy nhiên, thì việc nhập cư tăng quá nhanh đã dẫn tới cuộc khủng hoảng nhà ở và chi phí sinh hoạt, trong đó phần lớn là do lao động nhập cư tạm thời và sinh viên quốc tế. Chính vì vấn đề này đã gây ra sức ép rất lớn lên an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề cung cấp nhà ở. Dân số tăng lên đột biến do nhập cư không chỉ khiến cho việc tìm nơi ở khó khăn hơn mà còn khiến giá bất động sản tăng phi mã do cầu vượt quá cung. Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những người trẻ tuổi, bởi họ chưa có thu nhập ổn định, lại phải gánh thêm khoản nợ từ khi học đại học, giờ là nợ thuê nhà. Ông bà thường có câu là an cư thì mới lạc nghiệp, có nơi ở ổn định, dù là mua hay thuê thì mới là cơ sở để phát triển sự nghiệp, cuộc sống trong tương lai. Ấy thế mà giấc mơ có chỗ chui ra chui vào hiện nay dần trở nên xa vời, đặc biệt là với những người trẻ và những người có thu nhập thấp. Đây không phải là vấn đề của riêng bất kỳ quốc gia nào mà nó đang lan rộng toàn thế giới. Từ châu Á sang châu Âu, từ châu Phi sang châu Mỹ và cả vùng đô thị đông đúc đến vùng ngoại ô thừa thớt. Thiếu nhà ở trước đây được coi là vấn đề của các nước đang phát triển, thế nhưng giờ đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc cho biết dân số tăng và nhiều người di cư đến các thành phố để tìm kiếm cơ hội tốt hơn dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở tại đô thị ngày càng căng thẳng. Hiện tại thì hơn một nửa dân số thế giới đang sống ở các thành phố và thị trấn. Quy mô dân số tại khu vực này sẽ tăng lên 70% vào năm 2050. Theo tổ chức này, thì hơn 1 tỷ người trên toàn cầu sống trong các khu ổ chuột đô thị và con số này sẽ tăng 3 lần vào năm 2050. Cho đến năm 2025, tức là trong vòng 1 năm nữa thôi, thì 1,6 tỷ người dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi thiếu nhà ở. Các nước giàu như là ở Mỹ, Anh và Đức đều phải đối mặt với tình trạng này. Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia Mỹ, nước này đang thiếu khoảng 320.000 căn nhà có giá dưới 256.000 đô la. Mức giá này được xem là hợp lý cho những người mua nhà có thu nhập hàng năm không quá 75.000 đô la. Đây là nhóm khách hàng được xếp vào diện thu nhập trung bình. Hiện họ chỉ có thể mua được 23% số nhà xây sẵn đang được giao bán trên khắp nước Mỹ, giảm một nửa so với 5 năm trước. Tình trạng thiếu nhà giá rẻ đang diễn ra trong nhiều năm và càng trở nên trầm trọng hơn sau khi đại dịch, làm nóng thị trường bất động sản của Mỹ. Đến nay thì nhiều người không thể mua được nhà do giá vẫn neo cao mà lãi vay thì vẫn cứ tăng. Những người sở hữu nhà thì không muốn bán vì đã từng được vay với lãi suất thấp. Nếu đổi căn nhà mới lúc này thì họ phải trả mức lãi cao hơn. Hồng Kông là một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, có giá mua nhà tới hơn 1 triệu đô la. Thậm chí bãi đỗ xe cũng có thể lên tới gần 1 triệu đô la. Trong khi đó thì hơn 200.000 người phải chờ đợi ít nhất nửa thập niên nữa để được cấp nhà ở công. Chính quyền thành phố nói rằng họ thiếu nguồn cung nhà và không thể đáp ứng được nhu cầu của hơn 7 triệu cư dân chen chúc tại một trong những nơi đông đúc nhất thế giới. Tại Canada, giá nhà tăng hơn 30% trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021. Ngay cả tầng lớp trung lưu cũng ngày càng gặp khó khăn khi muốn sở hữu một ngôi nhà. Trong khi đó, đại dịch Covid-19 đã tạo ra thêm vấn đề cho thị trường cho thuê. Nhiều người bị dọa trục xuất khỏi nhà khi thất nghiệp và bị giảm thu nhập dẫn đến mất khả năng thanh toán, nhất là người có thu nhập thấp. Tại nhiều khu vực có các trường đại học, ký túc xá giờ đây không đủ chỗ cho sinh viên ngày càng tăng. Rất nhiều người trong số họ đã phải chấp nhận làm người vô gia cư tạm thời khi mua những căn lều và ở ngay trong sân trường, bãi cỏ của đại học. Họ cũng đang chờ đợi được cấp xét chỗ ở trong ký túc xá hoặc là cơ hội nào đó thuê được nhà giá rẻ. Thế nhưng chắc chắn các cô cậu sinh viên mới bước vào đời này cũng không thể mong đợi tiến trình được diễn ra nhanh hơn. Mặc dù không có lời giải thích riêng lẻ hoặc đơn giản, dưới đây là một số yếu tố chính mà các chuyên gia chỉ ra khi giải thích về cuộc khủng hoảng nhà ở trên toàn cầu ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là lãi suất thế chấp. Lãi suất thấp đã cho phép người dân vay nợ nhiều hơn và do đó có thể mua được ngôi nhà đắt tiền hơn. Tại Canada, số nợ thế chấp đạt mức là 1,7 nghìn tỷ đô vào tháng 9 năm 2020, tăng mạnh so với khoảng 1 nghìn tỷ đô la vào 10 năm trước.
lãi suất thế chấp còn giảm hơn nữa khi mà đại dịch bùng nổ, khiến các chính phủ và ngân hàng trung ương phải sử dụng nhiều công cụ tài chính để mà giảm chi phí vay và kích thích hoạt động kinh tế nhằm hạn chế tác động của Covid-19. Nhiều ngân hàng đã cảnh báo mức nợ hộ gia đình tăng cao trong bối cảnh cơn sốt nhà đất vẫn tiếp diễn. Thế nhưng bản thân của các ngân hàng lại không thể làm gì để giữ giá nhà ở mức phải chăng, bởi nhiệm vụ của họ là phải tác động đến lãi suất để duy trì lạm phát ở mức thấp và ổn định. Thứ hai là về thiếu hụt nguồn cung. Tại nhiều quốc gia, nguồn cung nhà ở không theo kịp tốc độ tăng trưởng của dân số hoặc là có sự phân bổ không đồng đều giữa các khu vực. Tại các quốc gia phát triển như là Mỹ hay Canada, lượng người nhập cư tăng vọt dẫn đến thiếu nhà ở. Còn tại các quốc gia đang phát triển như ở Việt Nam, nguyên nhân nằm ở số lượng người di chuyển tới các thành phố. Tỷ lệ tăng dân số bình quân 5 khu vực thành thị tại Việt Nam giai đoạn 2009 đến 2019 là 2,64% trên một năm, gấp hơn 2 lần tỷ lệ tăng dân số bình quân năm của cả nước và gấp 6 lần so với tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực nông thôn cùng giai đoạn. Điều này là do người dân đổ dồn về các thành phố để mà học tập và tìm kiếm việc làm. Đa phần là những thanh niên đi học tại các thành phố sẽ định cư lâu dài thay vì là trở về quê hương, gây áp lực lên hệ thống nhà ở đô thị. Trong khi đó thì sự phát triển của thị trường nhà ở tại nhiều quốc gia bị mất cân đối, số lượng nhà ở dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình quá hạn chế, còn số lượng nhà thuộc phân khúc cao cấp và xa xỉ lại quá dư thừa. Nguyên nhân là các dự án nhà ở có giá rẻ không mang lại lợi nhuận lớn nên là các chủ đầu tư ít mặn mà. Rốt cuộc thì người có nhu cầu để ở thực sự thì không có, mà người mua đầu tư thì lại dư thừa. Thứ ba là do đầu cơ. Nhiều người coi bất động sản là khoản đầu tư sinh lời đáng kể. Trong giai đoạn lãi suất thấp hiện nay, càng kích thích họ vay tiền mua nhà để cho thuê hoặc bán đi sinh lời. Quá nhiều người đầu tư vào thị trường nhà ở thông qua việc sử dụng các đòn bẩy tài chính không chỉ làm giảm nguồn cung, bỏ trống các căn hộ, đẩy giá nhà lên cao mà còn tạo ra những nguy cơ cho sự ổn định của hệ thống tài chính. Các doanh nghiệp bất động sản theo đuổi việc tăng giá, thuê một cách có hệ thống và trên diện rộng, người thuê nhà có thu nhập thấp sẽ dần bị đẩy ra khỏi thị trường. Một số phân tích cho thấy, một yếu tố khác làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở tại một số quốc gia là rửa tiền. Rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản đã nổi lên như là một mối quan tâm nghiêm trọng ở Toronto, Montreal và các vùng khác của Canada do các quy định lỏng lẻo của quốc gia này. Việc sử dụng các công ty vỏ bọc, quỹ tín thác hoặc là ông chủ bù nhìn là một cách để dễ dàng để tội phạm che giấu quyền sở hữu trước cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chức năng khác. Các chuyên gia cho biết, thế giới cần xây dựng 96.000 ngôi nhà giá rẻ mới mỗi ngày để mà cung cấp chỗ ở cho khoảng 3 tỷ người vào năm 2030. Một số quốc gia đã tìm cách hành động sớm hơn. Nhật Bản đã rất thành công trong việc cung cấp nhà ở giá rẻ, ngay cả ở các thành phố lớn. Bí quyết của nước này là luật quy hoạch đơn giản và thuế bất động sản thuận lợi. Tại Mỹ, thì chính phủ cam kết sẽ chấm dứt tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở trong vòng 5 năm. Các kế hoạch bao gồm nới lỏng luật, quy định về sử dụng đất của bang và hạn chế mật độ nhà ở. Trong khi đó thì tại Scotland, chính phủ có kế hoạch tăng nguồn cung nhà ở đến năm 2040 thông qua các cơ chế tài trợ xây dựng nhà ở giá rẻ. Tổng thống Kenya, ông William Ruto, người lên nắm quyền vào năm ngoái, đã đưa nhà ở giá rẻ trở thành trọng tâm trong chương trình phát triển của chính phủ và công bố kế hoạch xây dựng 250.000 ngôi nhà hàng năm cho những người có thu nhập thấp. Ấn Độ thì có giải pháp xây dựng mới, sử dụng các tấm tiền chế, chi phí thấp, làm từ vật liệu phế thải để cắt giảm chi phí xây dựng nhà ở. Các sáng kiến khác bao gồm phát triển nhà in 3D ở châu Phi, Mexico, Ấn Độ, châu Âu và cả các khu vực khác. Các chuyên gia cho rằng in 3D có thể tạo ra những ngôi nhà chất lượng cao, nhanh hơn và rẻ hơn nhiều so với xây dựng truyền thống.